Nghe là do chắc do nhỏ đó. Vui lắm. Đầy đầy luôn, đầy luôn, sau lưng anh hai thằng em ạ. Mẹ nó đến chết nay học em tối, mẹ tối học rồi là chết mẹ rồi. Nay không chơi đêm, nay không chơi đêm. Nay nghỉ mày học em. Chăm chăm chú vậy. Giờ đi pha một game, đi xả một game rồi lên trong phòng ba luôn nè, tin không? Đang game cương sáu. Pha một game là xả một game, game một giờ, 1 giờ 2. Game sau anh xả hết đống Galiad đi. Trụ má tuyệt vời. Rồi. Có thêm một nè. Ok má có thêm một. Má mà có thêm một kia. Assassin á. À, ra ngoài rum 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 mật khẩu. Má anh ta chơi mà tao đụng vô cao vậy ta. Chưa. Má run quá mà thấy ba ba con nhân vật đó con nào cũng đẹp. Con ngu vương xanh nữa là ngu ngu vàng là được cộng 3% credit đúng không? Không không hồi hồi đêm hôm anh xem một cái clip của cái tụi Trung Quốc có bắn á, không không phải tụi Trung Quốc mà tụi NA, nhưng mà lúc rank vừa mới update á là trắng tinh luôn mà bắn cái rank cái rank 14 á, má cực vãi luôn em à, đam chỉ có tầm 600 thôi. Nhưng mà nó bán với giá bao nhiêu mới được? À, họ bắt đầu là không đồng à. Vậy thì đỡ. À, chứ kiểu như là farm càng đó lúc anh xem nó rút ra ngoài nó ao ra chỉnh co là đó là nguyên zin luôn, không có một cái con nào luôn, bắn rất là cực. Quái quái thì trâu mà stay 5 6 thôi mà nó rất là trâu luôn á. Hai con FMG 3X khủng khiếp vậy. Hả? Đúng rồi, mười mười mấy cục mà đã mất tiếng mấy cục rồi. Vậy đồng hết á. Càng ông Duy là gần full mẹ nó luôn á, full đúng full luôn á. À ông Tân là không có tuổi. Là mình thấy thấy quả ạc của Lưu Khánh không? À, không thấy gì hết mà thấy bốn hàng. Trong cái ảnh mà cứ tưởng màn hình nó bị hư không ơi. Nhưng nhìn kỹ là ăn nguyên trái flash. Cái này thấy AK ba đứa, sau đó là thằng kia nó ép lên, nó ném trái flash vừa mù cái đội mù đó mình dẹt cho mình chạy cho mình cầm con mình bắn sẽ bam đại luôn. Chết luôn hàng thứ tư là clear luôn, khúc này là thằng đồng đội giết giết thằng địch ở hùng vàng luôn, là chặn này hình như chắc 5 giây thôi, 5 giây này thôi là thằng năm bốn đứa này bốc hơi luôn, là lùi lại nhà bi là chợ thủy tinh là clear xong hết nhanh vãi luôn. Có nhiều trận gần tới đến lúc mà win á, bọn nó ép mạnh á, bọn nó sấy, từ khi trận một một round có khi 20 mấy giây 20 giây là xong hết. Quả này nó chạy hàm bi nè, ông nhìn cái bản đồ coi, đồng đội thì ở mid hết rồi mà nó full hàm bi này, nó chạy lên nhà bi nó tính làm thịt tôi nè, nó ném flash bom thì tùm lum hết, cầm AK theo tôi sấy bắn trong mù lòa. Nhiều có pha thấy AK mà trong mùa ảo lắm nha, Ông nhìn được cái ảnh nó bốc luôn không thấy cái gì hết.
Đó là chắc Blast này chắc là của Get Demon này, những cái logo là biết rồi. Bắn theo kiểu là cảm nhận giác quan thứ sáu ấy, nhìn chỉ đỏ bắn thôi chứ không biết gì hết á. lộn được mới hay chứ. AK 10 tuổi với con không đẹp. Sao mà cái của ông không nhận câu cờ cái con cờ bé. Thank you.